đất nước sẽ tự hào vì có em. Dạ vâng. Trời sẽ không để yên chuyện này chứ? Không ạ. Các cậu, các cậu đi lại cho các cậu. Ngon. Trời chơi không. Em phải chứng minh mình đã sẵn sàng, Casey. Đưa đây, tấm đồ chơi. Em ấy xinh quá, cầm cái này một lúc. Sao cậu lại làm thế này hả? Không phải tớ đâu. Tớ có bằng chứng. Trừng phạt. Không được, Casey. Coi chừng tớ đấy. Dừng lại. Để tớ kiểm tra. Đi. Đừng yêu. Chào Casey. Cậu đang giấu cái gì hả? Để tớ xem ba lô. Tớ phải đi đây. Bắt được rồi. Chơi không ngu xuẩn. Đi phải để ý chứ. Giờ thì hẳn cậu muốn bỏ đi lắm nhỉ. Còng tay của tôi đâu rồi? Xin lỗi nhé. Chuyện này chưa xong đâu. Tình yêu của tớ. Không thể để cô ấy thấy cái này. Sẽ vui lắm đây. Sao không có nước vậy? Cậu đã làm gì ở đây vậy? Bị bắn nước. Xin chào cô. Cô thả bom. Cậu đây rồi. Có người sẽ cầm chúng mình. Biết rồi, đó là... Có chuyện gì on xong thế này? Cho em giải thích. Bye. Tớ sẽ theo dõi cậu, Rick. Đừng hòng trốn được tớ. Đi rồi nè. Lần này tớ sẽ tóm được cậu, Rick. Mọi chuyện thế nào rồi, Casey? Vẫn ở trong tầm kiểm soát ạ. Sao? Cậu sẽ không thể giấu tới chuyện gì đâu. Nói đi. Và đây là công việc của cậu ạ. Không. Đối tượng không nói dối. Đã bảo rồi. Không thể nào. Ba lô của cậu. Không. Của tớ mà. Cậu làm cho này ư? Là người khác đấy. Ôi không, thầy Jones. Casey, em mới thử việc thôi đấy. Thật không thể tin nổi. Cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng tệ nhất hả? Mình sẽ chứng minh năng lực cho mọi người thấy. Đây, cảnh sát trưởng. Tôi biết ai làm chuyện này, nhưng đầu tiên... Tôi không nhận hối lộ. Thì có thôi, dừng lại. Anh có gì nào? Nói hết những gì anh biết đi. Tôi thấy một người đàn ông. Hắn ta có râu, Kit Kat, đeo kính. Tất cả thông tin tôi biết đấy. Đi thôi. Sao cậu giúp tớ? Vì cậu là cảnh sát trưởng giỏi nhất.
trưởng Jones, thế có thấy gã này không? Không. Thầy dính bụi này. Sếp thì bị bắt. Cảnh sát trưởng ngu ngốc. Kể từ giờ em được tự do. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Nhưng em phải giúp thầy một việc. Được ạ. Giờ tôi đang tải xuống và sẽ biết ai là người chơi khăm. Hả? Rick? Tuyệt mật. Không thể xả nỗi nhục này đâu. Dừng lại. Tôi mất dưới cậu. Thấy đã gài tôi. Thầy hiệu trưởng á? Nhưng làm gì có ai? Đồ trí trá. Kẻ chơi khăm đã bị bắt. Lần này em đã bắt sai người rồi. Đi theo tớ. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Hãy giải bài này đi. Tớ đã tìm thấy kẻ chơi khăm đấy. Tớ sẽ bắt tôi đi Casey. Bắt tay vào đi chán thôi. Đây rồi. Quá chậm. Đó là cảnh sát trưởng kém cỏi. Chúng mình sẽ tìm cùng nhau. Được thôi. Mình thích con Rick này đấy. Ai là kẻ chơi khăm? Tiếm mà ơi. Chính là thầy hiệu trưởng. Không, có người đang cố đổ tội cho thầy ấy. Cậu biết sao không? Tớ sẽ tự tay bắt thầy ấy. Tớ sẽ giúp cậu. Bắt đầu thôi. Wow. Casey, đi thôi. Casey. Đúng rồi. Có máy quét kìa. Nhận ra thành công. Để tớ vào trước. Đừng. Để tớ cho. Đi thôi. Hay lắm. Gì cơ? Cho chưa khăm. Dã man con gan. Chúng mày phải bắt thầy ấy. Phải bắt ngay. Khoan. Cho khăm hay chứ. Chúng em sẽ bắt giữ thầy. Chúng em có bằng chứng. Giỏi lắm các em. Các em đã đủ điều kiện làm cảnh sát trưởng. Hóa ra là bài kiểm tra thôi. Thầy rất tự hào về các em. Tiếp tục đi. Chú thấy dày là một loài trong. Mẹ sao mẹ lại ở đây? Con quen cơm chưa đấy baby? Con xin cảm ơn mẹ. Wow. Tiếp tục đi. Steve. Mời em lên bàn. Vâng ạ.
Mời em giải bài. Vâng. Năm, năm, năm. À. Trời. Hả? Hả? Con ơi. Mẹ ơi. Steve rất sáng tạo đấy. Tốt lắm, Steve. Em cảm ơn. Nào. Bro. Thưa thầy Smith, em không muốn ngồi cạnh bạn này. Được thôi, không thành vấn đề. Hả? Thầy Smith, thầy nhắc lại được không ạ? Trật tự. Mình yêu hóa học. Xong bài kiểm tra rồi. Hả? Ôi kìa, cậu đang làm gì đấy? Tớ là học sinh giỏi nhất mà. Không còn nữa đâu. Gì cơ? Trời. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có trong này không? Gì đây ta? Gì vậy trời? Đây á. Tiếp theo. Đưa thêm đi. Tiếp. Tôi đổi sữa lát. Lấy đáp án được không? Sữa lát á? Thôi, cũng được. Ngon đấy. Quẩy thôi. Quẩy lên nào. Hả? Đủ rồi đấy. Cậu sẽ phải hối hận. Có sâu nơi nhìn này là Steve đó. Steve. Yay. Hả? Gì thế này? Làm bài kiểm tra nào. Steve, con bị đuổi học. Mẹ. Thật không thể tin nổi. Steve. Hả? Cậu quên này. Mỹ. Tôi rất tiếc. Tạm biệt, Steve. Bye, bro. Tôi không thể tin được điều này. Tin thì để ý vào chứ. Rồi. Ew, thật sao? Xin lỗi, ném nhầm. Chào người mới, vành dài đấy. Làm bài kiểm tra nào. Ra ngoài. Chụp ngon miệng. Ew, đây là bọn khỉ gì thế? Tránh ra. Xin nhá. Ăn sandwich không? Vậy em có muốn hẹn hò với anh không? Xin lỗi, em chỉ chơi với học sinh giỏi. Vậy giúp anh nhé. Được thôi. Hmm.